giáo viên mới ở trường của chúng mình. Vậy là tắc kè hoa có nhà mới rồi. Kiểu tóc của thầy thật thích hợp để thú cưng sinh sống. Vậy, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Mr. Wilson. Những chỉ dẫn cuối cùng của hiệu trưởng. Và đi nào. Hãy chào đón giáo viên mới, Mr. Wilson. Ông ấy trông hơi kỳ kỳ. Đó là phản ứng thông thường thôi. Có vẻ đừng nên trông đợi gì tốt đẹp từ những học sinh này. Thầy Wilson sẽ gặp khó khăn đây. Anh ấy phải chịu đựng sự bắt nạt như một trận chiến vậy. Thay vì một lời chào, anh ấy phải chịu một trận tấn công bằng giấy. Và đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Sau cùng, Mike và Cindy, những kẻ bắt nạt chính của lớp, đã lên nhiều kế hoạch lớn. Không thể bỏ qua việc trêu chọc giáo viên. Kéo và băng dính rất tiện dụng. Chỉ vài phút và có một chướng ngại vô hình đang chờ thầy Wilson. Anh ấy đây rồi. Mạng nhện làm từ băng dính à. Bạn không biết mình đang đối phó với ai đâu. Linh hoạt và nhanh nhẹn là kỹ năng đặc biệt của tôi. Có lẽ không phải trong lần thử đầu, nhưng mình sẽ vượt qua chướng ngại đầy keo này. Yeah, không được rồi. Wow, anh chàng này hài hước hơn chúng ta nghĩ. Trong khi đó, những kẻ hay đùa lại có một kế hoạch mới. Họ quyết định sẽ trang trí bàn giáo viên với giấy bạc, cùng với mọi thứ khác mà họ thấy. Quả địa cầu, vở, bút và bút chì. Mình nghĩ hết rồi đó. Wow, kỷ nguyên bạc của giáo dục đây sao? Mình bỏ lỡ ngày quốc tế giấy bạc à? Được rồi, bắt đầu thôi. Một chiếc ghế làm từ giấy bạc không phải là thứ nội thất thoải mái nhất đâu. Ai đã làm? Nói ngay. Điều đó không quan trọng. Họ thông đồng với nhau hết rồi. Mr. Wilson đang suy nghĩ làm thế nào để phạt những đứa nhóc xấu tính này. Lật ngược bản đồ. Mạnh dạn lên anh bạn. Học sinh đến rồi. Cindy, lên bảng nào. Và rõ ràng cô không vui vì giáo viên chú ý. Tiếp đi thầy Wilson. Chỉ cho thầy sông Mississippi ở đâu. Mississippi, gì cơ? Em không biết sao. À ha, là bởi thầy đã lật ngược bản đồ lại. Bị lừa rồi nha. Vâng, rất buồn cười. Nếu nó không bị lật, em sẽ có thể tìm ra. Nhưng cả trên chiếc bản đồ chính xác, Cindy vẫn không tìm được. Oh, về chỗ ngồi đi. Thật khó chịu khi thầy giáo đưa vào thế khó xử. Dạ, ông ấy tốt hơn nên coi chừng. Trong tiết học sau, thầy Wilson đã bị đáp trả. Zombie xâm lược. Não, não. Đúng, bạn chắc chắn có thể dùng não. Mình cần khiếu nại với hiệu trưởng. Tự hỏi cô ấy đang làm gì. Ồ, cô ấy đang xem một CD về ngày tận thế zombie. Wow, trùng hợp ghê. Thầy Wilson đến thật đúng lúc. Zombie, trong lớp. Cô Smith biết tất cả những mẹo chống lại chúng. Trang phục phù hợp là phần quan trọng nhất. Nhưng cái gì đây? Lớp học thật yên bình và tĩnh lặng. Chúng là những học sinh hoàn hảo. Anh làm phiền tôi vô cớ quá. Ai sẽ tin thầy ấy sau chuyện này đây? Anh ấy phải tự chiến đấu thôi. Thầy Wilson rất quyết tâm. Bạn có thích phim về zombie không? Bạn sẽ có phim zombie cho riêng mình. Mặt nạ zombie thêm hiệu ứng bất ngờ. Đây sẽ là màn trả thù tuyệt vời. Tuy nhiên anh ấy cũng nên cân nhắc một điều. Bạn cần phải trốn cho thật kỹ. Mike và Cindy đã phát hiện ra kế hoạch lén lút của thầy rồi. Nhưng hiệu trưởng thì không. Nên cô ấy là người đụng phải con quái vật. À! Zombie! Giết nó đi! Xui thật. Thầy Wilson, ông gặp rắc rối rồi đó. Và Mike và Cindy lại cùng nhau ăn mừng. Chà, được thôi. Thầy Wilson có thể nghĩ cách khác. Đinh mũ là một mánh cũ. Chỉ cần cho một cái lên ghế của Mike. Cậu ta đây rồi. Cậu ấy ngồi mà. Chả có gì xảy ra. Ok, chỉ cần thêm nhiều đinh hơn nữa. Vô dụng thôi. Bạn phải đổ cả hộp vào. Đừng ngại, thêm nữa đi. Mike, ngồi đi. Không đời nào, cậu ấy không thấy gì à. Mình lấy nhầm đinh à. Phải tự kiểm tra lại thôi. À, đau quá. Thầy Wilson
Wilson, thầy chỉ cần để cái chảo ở dưới thôi. Có vẻ các học sinh đã phát hiện ra trò đùa ngốc nghếch của thầy từ lâu rồi. Tội nghiệp thầy Wilson quá. Anh ấy không biết phải làm gì. Có lẽ anh ấy sẽ dọa mấy đứa nhóc xấu tính này và bật chuông báo động. Chạy ngay đi, có cháy kìa. Chúng ta sẽ bị đốt cháy mất, nhanh lên. Có cố gắng đó thầy ơi. Sao thầy không nghĩ đến cái gì độc đáo hơn? Cuộc sơ tán thất bại rồi. Chúng ta phải bật chế độ giáo viên ác quỷ thôi. Và gọi mấy kẻ gây rối lên bảng nào. Lại đến lượt của Cindy. Nhưng thay vì dùng phấn để viết, cô ấy lại ăn nó. Thầy Wilson quá sốc. Nhưng không chỉ với phấn, cả dẻ lau nữa. Thầy giáo không tin vào mắt của mình. Mình cũng thử xem sao. Đầu tiên, phấn nào. Và nếu ăn với cái dẻ lau thì sao? Ồ, kinh quá. Thầy Wilson đã bị lừa rồi. Bằng cách nào? Đơn giản thôi. Cindy không ăn phấn, đó là marshmallow. Và thay vì dẻ lau bảng, nó là một miếng bánh sô-cô-la ngon tuyệt. Cindy và Mike đang chuẩn bị một trò đùa khác cho thầy Wilson. Lần này thì dùng slime. Rất nhiều slime. Họ giấu nó trong ngăn kéo bàn giáo viên. Nó quá xanh lè. Thầy đến rồi. Đây là thầy Wilson, hăng hái và nghiêm túc. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh cho đến khi mở ngăn kéo ra. Một thứ dính dính, lạnh và hoàn toàn kinh khủng. Chuyện thế này, Mr. Wilson chạy ra khỏi phòng. Wow, ông ấy nhạy cảm thật. Nhưng những học sinh xấu tính này lại bày ra thêm cách hành hạ thầy giáo của mình. Đầu tiên, họ lấy mất kính của thầy và sau đó lấy một thanh sô-cô-la đã nấu chảy. Cắt một góc và bóp nó lên trên bàn. Không có kính, thầy Wilson gần như không thấy gì. Và dĩ nhiên, anh ấy đã mắc bẫy với đôi tay này. Anh ấy thậm chí còn dùng sô-cô-la để lau bảng. Nhưng có gì đó là lạ. Và cái kính tự nhiên lại xuất hiện ở trên bàn. Giờ thầy Wilson thấy rất sốc. Mình tự hỏi liệu ông ấy có biết đó là sô-cô-la không. Mình sẽ gọi tác phẩm này là Thầy giáo đông sô-cô-la. Mình cá một đô rằng nó sẽ được cực nhiều like luôn. Trong lúc thầy giáo đang cố bình tĩnh, Mai và Cindy lại nghĩ ra một trò đùa mới. Rắc tiêu lên cây trồng của thầy. Thầy đây rồi. Ở đây ngột ngạt quá. Ai đó bật quạt lên coi. Và đó là một sai lầm. Tất cả hạt tiêu từ trên cây bay thẳng vào mặt của anh ấy. Đây, nghĩ gì vậy? Trò đùa hạt tiêu thành công rồi. Tiếp đến, làm việc ở phòng thí nghiệm. Thầy Wilson đưa thuốc thử cho học sinh. Nhưng Mike và Cindy có kế hoạch khác. Họ sẽ cần keo yêu mơ cho trò chơi khăm này. Trong lúc thầy Wilson đang lẩm bẩm gì đó trên bảng, Cindy bôi keo lên tay của Mike. Cô ấy xoa mạnh nó và để cho nó khô. Giờ chỉ cần diễn thôi. Đau quá. Và thầy Wilson rất kinh hãi. Một vết bỏng hóa chất. Ồ không, bạn làm thầy giáo ngất đi rồi. Này nhìn đi, da đang bong ra từng mảnh nè. Tuyệt, anh ấy lại ngất nữa rồi. Chơi trên máy tính giáo viên khi ông ấy đi ra ngoài. Thật can đảm. Thầy Wilson rõ ràng cháu vui thế nào. Game này vui đó. Bạn cần tập trung để vượt qua mê cung đến cuối. Gì đây? Chưa nghe qua game mê cung kinh dị à? Wow, anh ấy rõ ràng đến từ hành tinh khác. Nhưng kể cả những kẻ chơi khăm kiên định nhất cũng phải làm bài kiểm tra. Không khí trong lớp thật căng thẳng. Và thầy Wilson đã kiên quyết rồi. Không phải ai cũng sẽ qua bài test trong lần thử đầu tiên. Nộp bài nào. Đúng như mình nghĩ. Mike và Cindy bị điểm kém. Và thêm một điều thú vị nữa. Điểm F trừ. Đây là một trò đùa. Đúng Cindy, một trò đùa đấy. Và cuối cùng thầy Wilson vẫn thắng. Bạn có thích video trêu chọc giáo viên này không? Hãy comment và nói xem bạn làm thế nào để hòa thuận với giáo viên nha.
hãy like video này, đăng ký kênh của chúng mình và click nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần mới về trường học trên kênh Trum Trum Select.